được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng yêu thấu lòng anh, không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn cả nguồn sống bốc cháy. Trái tim khi đã lỡ yêu rồi, đừng ai càng ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Ai cũng ước muốn khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều, mỗi sáng thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn cả buồn sống bóc trắng thu bé lại vừa bằng một cô gái. Vì sao anh không thể đáp được em?